Đầu tiên, trong video này oandor.vn sẽ giới thiệu anh chị về chủ đề cửa thép chống cháy. Hiện nay, các tòa nhà, trung cư, cao ốc, văn phòng mọc lên rất nhiều tại Việt Nam. Hầu hết các tòa nhà đều có thiết bị chống cháy và có lối thoát hiểm riêng. Nhưng trên thực tế, vấn đề hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mỗi năm, Việt Nam có rất nhiều người thiệt mạng do hỏa hoạn xảy ra cũng do một phần thiếu kiến thức, thiếu vật tư ngăn chặn đám cháy giúp người dân dễ dàng thoát ra bên ngoài. Wando chuyên cung cấp và phân phối dòng cửa thép chống cháy với công dụng chặn lại ngọn lửa. Cho phép mọi người có thể rời khỏi tòa nhà một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp, giúp bảo vệ tài sản khi đám cháy được dập tắt và hạn chế tối đa được thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Vậy cửa thép chống cháy là gì? Nó là loại cửa được thiết kế chuyên biệt để chống cháy, có khả năng chịu lửa, chịu nhiệt tốt, ngăn chặn lửa và khói lan ra những khu vực khác với tính năng này cho nên cửa này hay được lắp ở những khu vực như lối thoát hiểm khu vực cách ly hay những nơi có khả năng xảy ra cháy nổ cao đa phần lắp các tòa nhà trung cư cao ốc siêu thị bệnh viện việc lắp đặt cửa chống cháy này rất cần thiết cho các tòa nhà cao tầng để đảm bảo tính mạng tài sản cho mọi người đặc biệt là khi xảy ra hỏa hoạn cháy nổ rất dễ lan ra những khu vực xung quanh cửa thép chống cháy kết hợp với phụ kiện như thanh thoát hiểm Tay đẩy hơi là một giải pháp tối ưu nhất khi xảy ra trường hợp ngoại ý muốn. Cấu tạo của cửa thép chống cháy. Cấu tạo của dòng cửa này bao gồm cánh cửa, khung bao sơn tĩnh điện hoặc sơn vân gỗ. Để lắp được một bộ cửa thép chống cháy cần cánh cửa, khung bao cửa sơn tĩnh điện hoặc sơn vân gỗ, phụ kiện như tay đẩy hơi, thanh thoát hiểm hoặc khách hàng có thể dùng khóa bình thường mà không dùng thanh thoát hiểm, tùy vào vị trí và mục đích của người sử dụng. Về phần cánh cửa bao gồm hai tấm bên ngoài bằng thép có độ dày từ 1 mm. 1.2mm tùy vào thời gian của cửa chống cháy. Là 60, 90 hay 120 được sơn tĩnh điện hoàn thiện. Tiếp đến là lớp phong cách nhiệt, bông thủy tinh hoặc là giấy tổ ong đối với vật liệu cũ. Hiện nay, do dùng vật liệu mới theo tiêu chuẩn của Bộ Công an mà lớp tiếp theo là lớp MG, Eron, dày 6mm, trong cùng là lớp rốt quốc có tỷ trọng 100kg một mét khối. Khung xương u ra cố quanh cánh cửa, về phần khung bao, thường được làm bằng thép tráng kẽm chứng định hình từ 1,2mm, 1,53mm tùy vào thời gian chống cháy 60, 90 hay 120, sơn tĩnh điện, doan cao su để ngăn khói đồng thời tránh va đập, kích thước sản xuất tối đa của cửa chống cháy ngang 1.100mm chiều cao 3.000mm, có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng nằm trong khoảng cho phép có thể sản xuất được. Riêng dòng cửa này bên phòng chống cháy chữa cháy sẽ đi kiểm tra và cấp giấy kiểm định cho bộ cửa đã đạt tiêu chuẩn chống cháy chưa. Tùy vào công trình và số lượng mà cần có giấy kiểm định chung là giấy kiểm định của Bộ Công an cấp cho Oan Đo sản xuất gia bộ cửa đạt tiêu chuẩn chống cháy hoặc giấy kiểm định riêng tại lô công trình là Bộ Công an sẽ cấp giấy kiểm định cho bộ cửa ở công trình địa chỉ của quy khách hàng đạt tiêu chuẩn chống cháy và sẽ cấp tem chống cháy dán lên cửa. Ưu điểm của cửa thép chống cháy, đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiệt hại về tài sản khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra, không nứt, công vên, con ngóc mối mọt hay nước, chịu được nhiệt độ chịu được lửa, cách âm chống ồn, dễ dàng thi công và lắp đặt mà không cần trôn khung bao. Quy khách có nhu cầu tư vấn cửa gỗ công nghiệp hoặc các dòng sản phẩm nội thất khác của Andor, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu anh chị nào muốn có bản slide trình chiếu này, thì hãy để lại email phía dưới. Phân bình luận, chúng em sẽ dành tặng để anh chị có thể sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra nếu anh chị nào có nhu cầu thiết kế thi công nội thất hoặc mua cửa, thì đừng quên gọi cho em theo số điện thoại 0379441441. Và đừng quên ủng hộ em bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ. À.